Bây giờ qua câu chuyện tiếp theo để coi anh chàng này ghen như thế nào nhé. Không nói nhiều, chỉ chém đẹp đối thủ khi nói chuyện. Oh. Wow. Chém đẹp. Chém đẹp. Ai vậy? Câu chuyện của ai? Mọi người, đây là câu chuyện của Misoa. À. Thì nếu như là em đã có, trước giờ em có 4 người yêu. À. Thì ba người đầu tiên là không thấy ghen, không thấy gì hết trơn luôn, toàn em đang ghen ngược lại thôi. À. Và cái người cuối cùng là cái người mà thật sự em nói là ghen mà khủng khiếp nhất. Ghê vậy. Kinh khủng nhất, bù nhiều nhất, nhưng mà thật sự là người đó lại ghen đúng. Chém đẹp là coi như là đi đâu cũng đem con dao theo hả? À không, hồi khoảng thời gian đầu khi mà mới quen. À. Thì lúc đó là em có lúc đó anh đang đi làm tới 11 giờ mới xong, nên là rất là khuya. Còn em nói anh đó là đem đi chơi với một nhóm bạn của em thì đang ngồi ăn uống ở một cái quán. Thì sao đó không biết, trong cái nhóm đó có hai người bạn mới, hai bạn trai đó là một bạn nhỏ tuổi hơn em, một bạn lớn hơn. Ừ. Thì là hai bạn đó hình như là cũng có thích em. Xong anh chạy xe tới. Đầu mặt hầm. Xong rồi ngồi xuống, cái ai hỏi anh là ủa sao nhìn mặt hồng hồng không vui hả? Hỏi cái mặt Thảo Mai là không, mệt thôi chứ không có gì hết. Cái xong ngồi yên mà em nhìn là em thấy là em biết mồi rồi. Mà em thấy, nhưng mà em thấy biểu hiện cũng rất là dễ thương phải không? Tức là cũng ngồi hầm. Ăn không nói, em nhìn thấy anh đó tới em cũng không thèm qua ngồi kế bên luôn. Em ngồi bên phía bên này, ngồi đối diện lại. Cái xong em cũng chém dữ lắm. Mà rất là dễ thương. Xong rồi ngồi không im lặng không nói gì hết mà cái mặt. À, xong rồi lát hồi cứ hai người kia bắt đầu, tức là hai người kia nói, hai bạn kia đưa ra ví dụ là bạn đó nói là ừ mình thấy là cái điều A này điều B đúng. Rồi xong anh kia bắt đầu lên tiếng, không, theo anh thấy thì cái chuyện C chuyện D này mới là đúng, còn A B kia không phải là đúng. Vì chuyện C chuyện D này xảy ra cho nên A B kia là sai hết. Cứ hai bên kia mở miệng ra gì là anh này chặt lại. Em cũng im lặng luôn, em để em coi là ghen tới đâu, ghen như thế nào. Còn có những cái kiểu ghen mà trời thật là kinh khủng. Ghen mà thở anh. Anh chở em đi mà em ngồi phía sau lưng, anh thở nén. Rồi thở phì vò trong người luôn. Anh đang nén xuống, đang nén xuống. Nén cái anh biết mà. Như lúc bị nghẹt mũi em. Chạy qua chưa sao. Bị nghẹt mũi bảo không? Đó, định viện không anh? Cái giọng là nghẹt mũi. Anh Nhã Sư cũng vậy luôn hả? Chặt chém ra luôn. Anh cũng vậy luôn không anh? Anh cũng nghẹt mũi. Anh sao nè, anh sao nè? Thì anh cũng tựa giống như bạn trai Misoa mới kể đó. À. Thì là lâu lâu đi chơi bạn gái mình mà đi chơi xong rồi tới sau á. Cái mình tới sau mà trong bàn đó có những cái người bạn của bạn gái mình trước đây mà biết là mấy bạn kia cũng thích. Ừ. Cho nên là mình sẽ thể hiện. Ừ. Mình thể hiện là mình phải hơn mấy người kia. Thật rồi. Mình show up, mình hơn người ta chút xíu. Nhưng mà thì sau cái buổi hôm đó đi về thì mình trở về thì đúng là mình hay im lặng. Ừ. Im lặng á thì cả hai đều im lặng thì thường thường những cái hành động gì rất là nhỏ của hai đều nghe hết. Cho nên là cái tiếng thở nó cũng lớn. Trong một cái im lặng. Chính không xác. Biết làm gì, thở đi dằn mặt. Thở mới được lén đâu. Đúng rồi đó. Kiểu như vậy. Tôi còn sống nha. Nhưng mà tin ý là tự thấy à. Nhưng mà được một cái là sau những cái lúc đó yêu nhau hơn. À. Mà anh có bao giờ là anh ghen đến mức mà anh độc thoại một mình chưa? Không. Anh không có với mình. Có bạn đó. Tức là tự dưng xong đứng cái kiểu là nói hết tất cả mọi thứ giống như là đứng độc thoại một mình vậy á. Mà bạn nói bạn làm em bị sợ lúc đó. Em kêu anh không? Không, anh không bị mẹ. Độc thoại vậy đó. Vậy hả? Ca này lạ quá vậy. Nhiều có ca sợ quá vậy. Chúng mà anh ghen vậy em ngồi thấy dễ thương quá, em cho ngồi nói hoài vậy luôn á. Cảm ơn câu chuyện của Misoa. Rồi bây giờ đến câu chuyện tiếp theo nè. Ghen cả với bạn trai đồng tính của bạn gái. Đấy. Cái này hơi quan. Câu chuyện này của ai? Câu chuyện này là của em. Wow, đúng là người mới đem đến câu chuyện mới ha. Thật ra thì nghe mọi người chia sẻ về các cách ghen của bạn trai của mọi người, giống như là mọi người trải qua rất nhiều mối tình rồi. Thì em nói luôn là em mới trải qua một mối tình thôi. Mối tình của bọn em thì kéo dài trong vòng 4 năm. Nói chung là tất cả mọi thứ, kể cả mối quan hệ bạn bè cũng chung. Một thời gian thì khi mà em theo học được 1-2 năm rồi thì em có nhiều mối quan hệ hơn. Thì ngoài mối quan hệ nam nữ với các bạn nữ, với các bạn nam thì em còn có nhiều mối quan hệ đặc biệt hơn với các bạn đồng giới. Giống như là chơi thân hơn, vô tình một buổi đi chơi khuya. Thì ngày trước em đi chơi khuya thì em chỉ đi chơi với bạn trai mình thôi. Thì hồi đấy em lại đi chơi với các bạn đồng giới nữa. Thì đặc biệt là có một bạn em rất là thân. Em đi chơi với bạn ấy rất là nhiều, như một người bạn trai khác của mình. Nhưng mà thời gian nó chỉ là dừng lại ở mức là bạn bè thôi, không bao giờ có mối quan hệ đặc biệt hơn. Nhưng em có nói cho người bạn trai của em biết đó là người bạn thân của em. Và đặc biệt là bạn trai của em biết luôn bạn đấy là
là đồng giới. Người em có gọi điện cho em và hỏi em đang đi đâu đấy, em đi tới đâu rồi. Em bảo là lúc đấy hình như cũng 12 giờ khuya ấy. Em bảo là một lúc nữa em về thôi các thứ. Thì anh ấy bảo là ừ sao em đi muộn thế, em có thể đưa điện thoại cho anh nói chuyện với bạn ấy được không? Thì em đưa tại vì các bạn ấy đều biết nhau hết mà. Em bật loa ngoài thì bạn ấy mới bảo là tớ nói cho bạn biết nhé, là ngày trước giờ Thành ấy chỉ đi chơi khuya với tớ thôi. Nói chung là chả bao giờ Thành đi chơi khuya với ai đâu. Nhưng mà từ ngày quen cậu là tớ thấy hay đi chơi với cậu đấy. Tớ không thích điều đấy đâu. Bạn trai đồng giới của em cũng bảo là ơ, hôm nay thằng đấy bị làm sao nhỉ? Tự nhiên nó bị làm sao ấy, anh chả hiểu gì cả. Vài hôm sau thì bạn trai em có viết một bức thư. Viết một bức thư và cứ như là tâm thư ấy. Dài mấy trang A4. Và nói là gần như là dằn mặt em sau nhiều lần cãi vã và lần nào cũng lôi cái chuyện đấy ra nói. Nghĩa là khi mà bạn ấy đi chơi một người con gái khác, sao em bảo tại sao anh đi lại thân mật với bạn ấy như thế, anh không nghĩ cảm giác của em à? Ngày xưa cô còn như này, tại sao tôi không có quyền được như thế? Nghĩa là cái câu chuyện đấy bị lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Coi như là em chỉ có một cái lần đó thôi. Đúng rồi, và em cảm thấy nó bị chấp nhận. Coi như con trai cứ lôi cái chuyện ra ngoài. Bị cách xa nhau hơn và không cùng lý tưởng, không cùng mục tiêu với nhau nữa. Chuyện mà là giống như là cái người con trai á, người bạn trai cứ lôi chuyện cũ ra ngoài là có. Đúng rồi. Cái chuyện là có, và bà nghĩ là các bạn nữ cũng từng gặp cái trường hợp này đúng không? Và giống như kiểu là có một chuyện là cứ nói đi nói lại hoài. Không phải là ghen với bạn trai đồng giới đâu. Có thể là vì ghen với một cái thói quen nào đó của Thành đã bị thay đổi. Thường là chỉ đi với mình, thôi bây giờ lại đi khuya mà đi với một người nào đó. Thì tự nhiên đang thay đổi cái thói quen của hai người, đó là chỉ có hai người, bây giờ lại thêm một những cái mối đó. Cho nên là chắc là nó là phản ứng từ cái sự không thích những cái sự thay đổi của Thành. Cũng có thể, tại vì lúc đấy em bắt đầu có nhiều công việc mới hơn, bận rộn hơn. Và bạn ấy không quen, nhưng mà em nghĩ cùng làm nghệ thuật với nhau thì nên thông cảm cho nhau và hiểu nhau hơn. Nói chung là cái câu chuyện đấy thì sau đấy thì kéo dài 2 năm nữa thì bọn em chia tay. Nói chung là nó là một cái vết tì đầu tiên, xong nó dẫn đến cái chuyện lớn hơn sau này. Nó như là một cái vết xước ấy. Cái trường hợp bạn trai như thế này là có, nhưng mà nó không nhiều. Nên các bạn nữ, nếu mà các bạn nữ nào mà gặp các bạn trai kiểu như thế này á, thì người mỗi tính, mình không có trách được họ như thế nào hết. Nếu mình biết tính họ như vậy thì mình cố gắng mình tránh. Chung đúng như Trâm nói là con trai kiểu như vậy thì tốt nhất là làm bạn thôi, chứ đừng yêu mệt lắm. Yeah, vậy yêu là quyết định của em sản xuất đúng okay. Không? Cảm ơn Kim Thành rất nhiều. Có thể nói là giữa ghen với sở hữu, cái ranh giới nó mong manh lắm. Thì nếu như em thì nếu làm theo cách của em thì cứ để mọi người tự giác á. Khi mà hai người đều hiểu tính nhau á, thì một cái biểu hiện nhỏ thôi thì người đối phương cũng biết mình đang suy nghĩ chuyện gì. Còn V-Max? V-Max nghĩ thì trong tình yêu thì phải ghen rồi. Nhưng mà mình ghen với lại một cái câu nữa là cái gì của mình là của mình. Thì mình phải ghen, chứ đừng có kiểu mà im thôi. Phải ghen cho người đối phương biết là anh cũng biết ghen nữa. Rồi, còn anh Lê Nhã thì sao? Anh nghĩ là cả hai phía đều cần sự tinh tế và bình tĩnh. Tại vì khi mà cơn giận, cơn ghen mà nó bốc lên rồi thì nó sẽ che mắt tất cả mọi thứ. Thì khi mà mình bình tĩnh thì mình mới sáng suốt được là mình nên ghen như thế nào. Mà nói vậy chứ hơi khó, phải bình tĩnh thì nó hơi khó. Đúng rồi, thật ra là cái... Thở, thở là mình bình tĩnh.